Xin chào em đến với kênh Chim Cảnh Cương Lào nha. Hôm nay mình về được ba em thú thần nha anh em. Mình làm một clip lên để chia sẻ với anh em nha. Anh em nào có cần khứu thì kết nối với mình nha. Anh em cùng xem những khứu mình lấy ngày hôm nay nha. Có một em khứu da bò và hai em khứu bạc má nha. Tất cả chim thần. Và có mình sẽ ghép con da bò này để sinh sản nha. Có mái là mình sẽ ghép con trống rồi nha anh em. Này, anh em cùng xem nha. Tiên là em da bò trước nha anh em. Đó là em da bò một loan nha anh em, má trắng lớn nè, đẹp, chim thần đẹp luôn. Hôm nay mình sẽ để ghép sinh sản nha. Tiếp tục em thứ hai lên bạc má anh em. Đây là em bạc má cũng thân luôn nhìn đi. Bộ đẹp má trắng lớn nha. Bay này sao nó chịu ra huyết. Đấy, em thứ ba cũng chính thần nha anh em. Cảm ơn anh em nha, anh em xem kênh cho mình xin một like và một đăng ký nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.